Mới đây, trường tiểu học A Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú tổ chức cho học sinh trải nghiệm tham quan cột mốc biên giới Việt Nam Campuchia và giao lưu cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình. Tại cột mốc 2461, hơn 65 cán bộ, giáo viên và học sinh trường tiểu học A Long Bình được cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành cột mốc biên giới 2461 Việt Nam Campuchia, các hoạt động của cán bộ chiến sĩ biên phòng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác bảo vệ đường biên cột mốc, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Ngoài ra, các em học sinh còn được giao lưu với cán bộ chiến sĩ tại đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình như tham gia nơi ăn nghỉ, tặng quà, tham gia các trò chơi dân gian, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Thông qua các hoạt động trải nghiệm nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống yêu nước và phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, đồng thời giúp cho các em hiểu rõ hơn về đơn vị bộ đội, về công tác, nề nếp sinh hoạt hàng ngày của các cán bộ chiến sĩ biên phòng. Hoạt động trải nghiệm còn tạo điều kiện cho các em được quan sát, suy nghĩ và tham gia các hoạt động thực tiễn, qua đó khuyến khích động viên các em tích cực nghiên cứu, tìm ra những giải pháp mới, sáng tạo trên cơ sở kiến thức đã học trong nhà trường và những gì đã trải qua trong thực tiễn hoạt động. Từ đó hình thành ý thức phẩm chất, kỹ năng sống và năng lực cảm thụ thực tế cho các em học sinh.